Sau Hoa Sơn và Thương Vân, Tiêu Dao sẽ là môn phái tiếp theo xuất hiện trong Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Sau khi hệ ngũ hành của Tiêu Dao được công bố, những người chơi hệ thổ trong Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile đã vui mừng khôn xiết, bởi đây chính là sự bổ sung lực lượng cần thiết cho mọi đội hình khi phải đối mặt với việc khắc hệ. Trong các tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, Tiêu Dao là môn phái nổi tiếng với những võ công kỳ dị. Chỉ cần học tinh thông một môn là có thể xưng bá thiên hạ. Thậm chí đặc điểm nổi bật của Tiêu Dao là tuy ít môn đồ nhưng hầu hết đều là những lãng khách với vẻ ngoài Tiêu Dao thoát tục. Trong Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile, Tiêu Dao phái sẽ là môn phái mới nhất thuộc hành thổ, sử dụng cầm và kiếm làm vũ khí chính. Tiêu Dao sở hữu ngoại hình có phần thư sinh, tuy vậy bộ kỹ năng của phái này sẽ vô cùng lực và nhiều hiệu ứng khống chế và khả năng cường hóa sát thương cực cao để combo nhiều chiêu liên tiếp vào kẻ địch. Điểm khác biệt nữa là bộ kỹ năng của Tiêu Dao đòi hỏi kỹ năng của người chơi hoàn toàn khác nhau ở hai trường phái cầm và kiếm. Hãy cùng Top Game Live bọn mình đi sâu vào phân tích nhé! Tiêu Dao cầm pháp. Với vũ khí là cầm thì môn đệ Tiêu Dao sẽ có thể chuyển đổi qua lại giữa hai trạng thái cung và vũ với kỹ năng khác nhau nhờ vào chiêu di cung hoán vũ và qua đó cũng thay đổi các kỹ năng thường, đại thừa và chủ động của môn phái này. Cung Khúc Phong. Sát thương phải chịu giảm 20% với những kỹ năng đi kèm là Tùy Ý Khúc, Lạc Nhạn Bình Sa, Dương Quang Tam Điệp. Nhìn chung thì khúc cung sẽ tập trung vào lối chơi lăn xả vào đám đông kẻ địch để gây sát thương diện rộng, có giảm kháng ở Dương Quang Tam Điệp và làm choáng ở Lạc Nhạn Bình Sa để bổ trợ cho đồng đội. Vũ Khúc Phong. Trạng thái tầm xa, di chuyển giảm 20%, nhưng lượng sát thương có thể gây ra tăng lên 90%, với những kỹ năng đi kèm là Quảng Lăng Tán, Cao Sơn Lưu Thủy, Mai Hoa Tam Lộng. Khác với khúc cung, có tầm chiêu khá rộng xung quanh, thì các kỹ năng trong khúc vũ đòi hỏi người chơi có khả năng định hướng tốt, nên người chơi phải hết sức cẩn thận nếu muốn đánh trúng đối phương, chứ không phải lao vào một cách tùy ý như cung khúc. Bù lại thì lượng sát thương đầu ra được nâng lên tận 30% sẽ khiến đây là một trong những môn phái có khả năng gây đột biến nhiều nhất. Trong công thành chiến, người chơi Tiêu Dao nên đi cùng những môn phái có thể khống chế tốt để combo. Còn không thì hãy sử dụng Cao Sơn Lưu Thủy chủ động để gây choáng kẻ địch càng sớm càng tốt và dùng các chiêu thức khác đè lên chính xác hơn. Ở các kỹ năng bị động, vòng sáng, tăng bậc, di kỹ và tuyệt học, cầm pháp của Tiêu Dao sẽ tập trung vào việc bứt các chỉ số tấn công và phòng ngự, bào kích và tăng tốc đánh của bản thân. Tiêu Dao kiếm pháp. Khi sử dụng kiếm pháp, lối chơi của Tiêu Dao trực tiếp hơn rất nhiều, mang đến hiệu quả tốt không kém. Các chiêu thức Ngô Câu Sương Tuyết, Thập Bộ Nhất Sát và Bạch Hồng Quán Nhật đều là những chiêu có sát thương cao trong phạm vi rộng xung quanh. Đặc biệt là Bạch Hồng Quán Nhật sẽ tăng thêm hiệu quả khi kẻ địch càng xa môn đồ Tiêu Dao, nên việc giữ vị trí sẽ vô cùng quan trọng trong lối chơi hệ kiếm. May mắn thay là chúng ta đã có chiêu thức Táp Đạp Lưu Tinh với 3 lần di chuyển nhanh tới trước để có thể đáp ứng điều này. Tất nhiên là hệ kiếm vẫn có hiệu ứng gây choáng, nhưng nó lại tích hợp vào chiêu thức Bạch Hồng Quán Nhật ở trên. Nếu dùng kỹ năng này một cách bừa bãi thì người chơi sẽ phải phí mất cả sát thương lẫn khống chế mất rồi. Ở các kỹ năng bị động, vòng sáng, tăng bậc và di kỹ, kiếm pháp của Tiêu Dao sẽ tập trung vào việc bứt các chỉ số di chuyển, kháng né tránh và sức mạnh. Với hai trường phái chiến đấu rất khác nhau, đồng thời cầm pháp còn có phân ra hai bộ chiêu thức nữa.
Tiêu Dao sẽ mang đến rất nhiều cách combo mới mẻ trong Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile để người chơi khám phá, đặc biệt nhất là các chiến trường như Công Thành Chiến, Chiến trường Tống Kim, Sang Boss hay Loạn Chiến Củ Châu Cốc. Lối chơi đa dạng có công lẫn khống chế của Tiêu Dao chắc chắn sẽ được ưu tiên khi không quá dựa dẫm vào đồng đội mà vẫn gây ra sát thương ổn thỏa. Sự xuất hiện của Tiêu Dao sẽ tạo nên một làn sóng chuyển phái trong Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile, khi người chơi giờ đây đã có thể thêm một lựa chọn mạnh nữa để tìm kiếm vinh quang trong hoạt động ban hội hay công thành chiến.